Cái tên tuổi của cái em ở dưới Kiên Giang này nha, coi cái đám dâm chủ này á, nó kinh doanh trên cái xác chết như thế nào ha. Chị kết bạn với em đi. Tí nữa nhớ nhắc chị ha, tí nữa chị xuống là chị gắng cố gắng chị nhớ. Bây giờ công việc rất là nhiều nè, tao nói tao vui nhất là cái ba que cái lũ chúng mày vô đây ha. Tao sẽ đọc cái địa chỉ của cái em mà tụi bay kinh doanh trên xác chết của em, Hứa Hoàng Anh. Hứa Hoàng Anh, tên tài khoản Facebook là Hoàng Anh, sinh 1983, trú tại ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đối tượng tham gia biểu tình ngày 10 tháng 6 vừa qua. Bản thân Hứa Hoàng Anh thường xuyên tham gia chống phá liên tục. Có giấy triệu tập của cơ quan công an Châu Thành. Cũng theo nguồn tin theo dõi mạng xã hội cho biết, gia đình Hứa Hoàng Anh trưa ngày 2 tháng 8 2018 thông báo Hứa Hoàng Anh đã tự vẫn và chết tại nhà riêng vào trưa ngày 2 tháng 8 2018. Tuy nhiên, các đối tượng chống cộng cực đoan dân chủ từ trong nước đến hải ngoại không chấp nhận cái chết của em này, mà tạo ra những câu vu khống. Bé Mon làm cái mẹ mất hứng rồi. Các đối tượng chống cộng dân chủ cực đoan không chấp nhận cái chết mà tạo ra vu khống những câu hỏi nghi vấn, đòi phía cơ quan chức năng, tức cơ quan công an tỉnh Kiên Giang phải giải thích nguyên nhân cái chết của em này. Theo chúng tôi, một số người trên mạng xã hội đặt ra những yêu cầu là đòi hỏi vô lý, bởi thứ nhất, nếu cho rằng chết tại nhà riêng mà liên quan đến công an tỉnh Kiên Giang là không khả thi, nhất là khi chưa có dấu hiệu nào để khẳng định sự liên quan giữa cán bộ công an với người bị nạn Hứa Hoàng Anh. Thứ hai, việc đòi hỏi nguyên nhân cái chết của nạn nhân Hứa Hoàng Anh mà điện hỏi cơ quan công an tỉnh Kiên Giang là không đúng. Vì khi gia đình nạn nhân phát hiện Hứa Hoàng Anh tự tử phải báo cho cơ quan chức năng, trong đó cơ quan pháp y việc xác định nguyên nhân cái chết là do pháp y xác định, không phải là cơ quan công an tỉnh. Dù sao chúng tôi cũng xin chia buồn cùng gia đình, và hiện phía gia đình cũng chưa có khiếu nại hay phàn nàn gì về cái chết của nạn nhân, nên những đồn thổi trên mạng là vô căn cứ, với tính chất quy chụp và suy diễn vô lối. Đấy, bà con thấy chưa? Cái chết của em này, đây là em Hứa Hoàng Anh nha, đây là em Hứa Hoàng Anh tại Kiên Giang ha. Em chết tự tử tại nhà chứ không phải dính líu gì đến cơ quan công an của mình hết ha, mà cái đám dâm chủ cùi từ trong nước đến hải ngoại vu khống cho đảng nhà nước, cho công an của Việt Nam mình là giết em. Dạ kính thưa bà con, cái đám mà gọi là phản động, cái đám mà đi trước 1975 á nha, nó thấy cái chết của em như vậy ha. Em này từng đi 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 phản động, từng đi kéo biểu tình ngày 10 tháng 6 hôm nay, và em tự tử chết tại nhà riêng của em mà gia đình em không khiếu nại, không không nói gì hết, và gia đình em sẽ báo cho công an là con tôi chết hay là giờ chồng tôi chết gì tại nhà như vậy, báo công an, đặng công an xuống. Tại vì sao mà em này chết tại nhà riêng? Cho nên cái đám ba que hải ngoại nó lấy cái chết của em này nó vu khống lại cho công an của chúng ta đặng chi, để tuyên truyền lên trên mạng cộng đồng để cho mất niềm tin ha. Rồi bà con không hiểu biết,
không hiểu biết đến cái chết của em này thì sẽ nghe lời theo cái đám này. Nhưng mà hôm nay tôi đưa thông tin chính xác, đây là cái chết của em này là Hứa Hoàng Anh, chết tại nhà riêng của em, không dính dắt gì tới công an của đảng nhà nước ta. Cái đám chống cộng cực đoan đang kinh doanh trên xác chết của em, hang nó kêu gọi, nó xin tiền, nó nói là cái chết của em thế này là xin tiền để gửi tiền cho gia đình của em này thế kia đặng chi. Mọi người thấy vậy á mới gửi tiền cho cái đám này kinh doanh trên xác chết, rồi nó ăn nhau chia tiền không đầy đủ với nhau, rồi bắt đầu sao nó tố cáo nhau, nó chửi bới nhau đấy bà con thấy không. Bởi vì cho nên tôi khuyên tất cả bà con, đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay giờ đã hòa bình rồi, không còn chiến tranh nữa. Mình làm công dân trên đất nước Việt Nam, mình cố gắng mình lo làm ăn, mình xây dựng cái gia đình mình đi, đừng có đi theo làm cái nghề phản động ha. Rồi á, nó mượn gió nó bẻ măng sẵn đó, cái chuyện ít nó đưa lên cho nhiều, còn chuyện có nó không, chuyện không nó có, là cái đám dân chủ phản động này nó không từ một cái thủ đoạn này. Tại vì nó trong lòng của nó, trong đầu của nó lúc nào nó muốn lật đổ cộng sản ha, nó muốn lật đổ cộng sản, nó muốn cướp cái đất nước của mình, cho nên nó lúc nào nó cũng phải là nói xấu đất nước mình, là đất nước mình bán đảo bán đem Trung Quốc về. Tao nói là đủ kiểu đủ cách cái đám khốn nạn dân chủ cụi này ha. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi mở ra một cái bài là tụi nó đang đấu tố nhau và kinh doanh trên xác chết của em này như thế nào. Tôi sẽ mở cho bà con xem, tôi mở cho bà con nghe nha. Đây tôi sẽ vạch mặt tụi nó. Đây là em này, Hứa Hoàng Anh tại Kiên Giang. Em đã chết rồi, nhưng mà vợ con em báo cho cơ quan công an em đã chết tại nhà riêng, và vợ con em tự tử tại chết tại nhà riêng của em. Rồi vợ con em mới báo lên công an ha. Rồi bây giờ cái đám dân chủ cụi hứa cho đảng nhà nước mình, thì cái đám này nó là gì, nó lợi dụng đặng đặng chi, nó xuyên tạc đất nước mình để chụp mũ đặng đặng chi, để mất lòng tin ha, mất lòng tin đặng chi, để cho bà con mình hiểu lầm ha. Đấy, nó kinh doanh trên xác chết của em này mà, nhưng mà vợ con gia đình cha mẹ của em này ha không có nói gì hết ha, không có nói gì hết, đã con của người ta tự tử tại nhà riêng mà làm sao được công an ai giết chết. Cho nên nó mượn gió bẻ măng ha, nó mượn gió bẻ măng ha, rồi nó vu khống cho đảng nhà nước đó. Bà con thấy cái đám dân chủ cụi này khốn nạn không, nó lợi dụng cái xác chết của em đặng chi, nó nói là đảng nhà nước mình công an mình giết em này đặng chi, nó kêu gọi cái đám mà dân chủ cụi, đứa này gửi tiền đứa kia đặng đưa tiền cho tôi đi, tôi gửi về cho gia đình của em Hứa Hoàng Anh này. Nhưng mà thật sự gửi cho nó rồi nó lấy nó ăn rồi, năm sáu đứa nó ăn rồi, nó chia đòn ăn đồng chia không đủ, rồi nó lên mạng nó tố cáo nhau, nó chửi nhau. Bà con, tôi đọc từ một cái sự to tút của những cái đứa mà cái đứa mà dân chủ cụi đang phá hoại đất nước mình, tôi sẽ đọc từ cái sự to tút của nó cho bà con xem. Thì đây, bắt đầu tôi đọc từ cái sự to tút của đám dân chủ cụi này cho bà con xem nha. Tôi phải vô trang nó bé mòn. Chàng ơi chàng, biển tình là cái đám tụi nó tố cáo lẫn nhau. Tôi sẽ đọc những cái xì to tết của tụi nó nè. Báo cho cái đám cụi ở Thái nha, tụi bay có bẩn và có khốn nạn thì cũng vừa thôi, tụi bay muốn ăn trên xác chết người ta à. Đây, thấy không, bà con thấy không, đây là những cái xì to tết của đám của đám dân chủ cụi của chúng nó, tự khai với nhau, tự tự kinh doanh với nhau, tự nói với nhau, tự vạch mặt nhau, bà con thấy chưa. Đấy, tôi sẽ đưa những dẫn chứng và tám của tụi nó tự vạch mặt với nhau, chứ không phải mà công an nào giết hết á. Cái em này tự tự sát chết tại nhà riêng, mà bây giờ cái đám này nói là công an mình giết đặng chơi chi cho những cái thằng mà ở bên hải ngoại đi trước 1975 á. Trước 1975 á, nó hẳn đang hẳn cộng sản mà. Nghe nói vậy nó là chắc cộng sản ác mới giết thằng này này kia kia nọ, rồi cho nên nó mới gửi tiền gì cho cái đám này. Bà con thấy chưa? Cái đó là những cái thằng do cái thằng mà gọi là Ngụy Việt Nam Cộng Hòa bị đánh đuổi đi trước 1975 á, nó gắt hẳn cả cộng sản của ta.
nó hận cộng sản của ta, cho nên á cái đám dâm chủ cuội này trong nước nói cái gì thì những thằng mà đi, thằng Ngụy đi trước mà đi 1975 đã ở trước, nó tin tưởng đặng chí, nó gửi tiền về cho cái đám này nó ăn ăn không đồng chia không đủ, bắt đầu nó tự vạch tội nhau đó, bà con thấy không? Bây giờ tôi sẽ đọc tiếp nha, ha, đọc tiếp cho bà con thấy nha. Bây giờ tôi sẽ mở cái clip này ra cái tụi nó đấu với nhau như thế nào ha, bà con nghe nha. Đây là cái đám của nó, là con Ngọc Lan đây. Đợi tí mình bắt cái này cho bé Mo rồi xong mình quay lại với cả nhà. Rồi con lên con coi đi. Mở ra. Các người ở bên hải ngoại nha, những cái người như Tạ Phong Trần nè, à, Tạ, ôi, cho nên mình mới lên diễn đàn thôi. Anh chị em có nghe rõ không? Dạ em chào chị gái con Nhật luôn. Có các anh chị cùng nghe với mình. Dạ em chào chị Thảo Trần. Nó đang dập mặt những cái đứa đang kinh doanh trên xác chết của thôi. Cái em mà em có lên đâu. Em nói thẳng. Em chết đó đó. Tự vì em lên mạng mà em chửi nhau thì cũng không có hay. Nhưng mà phải lên nói cho cái đám mà hả, cái đám hải ngoại, cái đám mà năm đứa hả? Cái đám mà tụi nó chỉ có là hả, ngồi đó mà sủa không á. Dạ anh Trương Huy đó, cho nên là trước khi vô trong chương trình em cũng nói với mấy anh chị em thì đừng có trách tại sao mà Ngọc Lan hay lên livestream mà chị có chửi nhau đó, thì bắt buộc Ngọc Lan phải lên livestream để mà nói. Thì mong anh chị em cũng thông cảm, tự vì cũng có nhiều anh chị em comment nói là cứ lo công cuộc đi mà không lo mà có lo cãi nhau. Nhưng mà bắt buộc cái này là bắt buộc Ngọc Lan phải nói, đáng lý là Ngọc Lan nói hồi đêm hôm cơ. Vì có người yêu cầu Ngọc Lan làm livestream lúc 8 giờ tối hồi đêm hôm cơ. Nhưng mà là vì chị cho Tâm phải lên rồi nên em không lên, nên em đỡ giờ này em lên. Là như thế này nè, cái vấn đề mà Ngọc Lan nói ra đây á là cái anh Hoàng Anh á, thật tên thật là Hứa Hoàng Anh á, nhưng mà tụi em hay kêu là Hoàng Anh thì giờ em chỉ kêu Hoàng Anh thôi. Thì cái ngày hôm đó á, là lúc là 7:30 khi mà Ngọc Lan nhận được cái tin Hoàng Anh mất á, thì Ngọc Lan đứng ngửa người và cả nửa tiếng sau Ngọc Lan mới lại dám đăng cái bài lên được đó. Thì trong khi đó Ngọc Lan đăng bài lên là báo cho anh em là Hoàng Anh mất, chứ Ngọc Lan không phải là đăng bài lên để mà là lợi dụng cái trên cái xác chết của Hoàng Anh đó mà trục lợi ha. Ngọc Lan cũng chưa một cái lời nào mà kêu gọi người ta để mà tài trợ hoặc là ủng hộ hay là giúp đỡ gì hết. Dạ chào Long Phúc, chào Bản Lĩnh, chào ngày Nam Tước. Cho nên á, những cái người kia bộ dễ 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 dàng mà đỡ mà đưa cái tin là người ta đi đi chết lên trên cộng đồng mạng lắm hay sao. Ở đây tôi nói cho các người ở bên hải ngoại nghe, những cái người như Tạ Phong Trần nè, Tạ Phong Trần là một nè, Trinh Nho Nguyễn là hai nè, thằng Đỗ Đức Hợp mà có cái nick là Quốc Lê Trần nè, Quốc Tiên Trần nè, nha là ba nè, con Jenny bên Áo là bốn nè, thêm cái con Nguyễn Hoàng gì đó là năm nè. Ta nói cho năm đứa tụi bay biết nè, tao đéo có cần tụi bay tin là bạn tao chết hoặc là bạn tao mất nha, mà ta cũng không cần mà phải đưa bằng chứng hay nhân chứng vật chứng cho tụi bay. Vì trong khi đó những anh em tụi tao á có đăng trên dòng thời gian của Hoàng Anh tất cả, nếu như một người nào đó mà người ta chưa có chết mà người ta đăng như vậy chia buồn vậy, bộ người ta câm cái miệng người ta lại hả, người ta không có phản biện hả, đúng chưa? Còn nữa, tụi mày nói tại sao tao ở đây mà tao biết thông tin mà tao đăng lên đầu tiên. Tao nói cho tụi mày nghe nè, chắc tụi mày cũng không quên cái nick like Trần. Mà chắc anh em ở trong này, chị Mai chắc cũng không có quên cái nick like Trần đâu, chị Mai phải không? Like Trần 7 giờ đêm trốn về tại nhà mới gọi điện cho tao đó. Và nói cho cái cách nghẹn ngào đó. Thì đúng tụi tao không biết chính xác là chết như thế nào, nhưng tụi tao kiểm chứng là tao gọi liên tục mà không nghe máy thì tao mới đăng bài lên.
Dạ cũng có người đã xuống đó xác minh là cái nick Huy Lê mà miền Nam để chờ. Thật sự ra Huy Lê với tao á, với Mai Bùi với Trần Côi này kia là xích mích chừng nào đã lâu. Nhưng người ta đã dám xuống tới nơi và quay được một đoạn video đó và người ta bị là ép mời lên trên đó làm việc. À, là tao cũng đã thấy một người đó là như thế nào rồi. Người ta dám xuống tới nơi mày thấy người ta đi mưa không? Mà khi đầu tụi mày nói hả là tin thật hay tin giả, đừng có mà hả đăng bài lên rồi. Cái thằng mà hứa gì, thằng gì, thằng hứa gì đấy, giết cái thằng đó ha, tao nói cho lũ chúng mày biết ha, chúng mày có ngu có ngục quá, tụi mày ăn tiền trợ cấp á, tụi mày già rồi lo ăn tiền trợ cấp đi, lo mày dưỡng già đi, chứ đừng có nghe trong nước á là nói bây giờ thằng này nó chết vậy, tụi mày không chấp nhận cái chuyện chết của nó mà chúng mày vu khống lên cho công an, tao nói cho chúng mày biết nè ha, nó chết tại nhà riêng của nó ha, ha, nó tự sát tại nhà riêng, nó dính gì chắc gì tới công an mà chúng mày nói là công an cắt cổ em đó, đặng chi vu khống lại cho công an để chúng mày lợi dụng cái đặng mà cái xác chết đó, chúng mày kêu gọi là lấy đồng tiền chúng mày ăn, tụi mày khốn nạn lắm, cái đám ngụy quân ngụy quyền, cái đám dâm chủ cùi của lộ lũ chúng mày rất là khốn nạn, từ một cái xác chết mà tụi mày cũng không tha nữa, cũng như ngày xưa chính chúng mày, cái xác của thằng Ngô Đình Diệm á ha, cái thằng Ngô Đình Diệm á là đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa của chúng mày á, bị đệ nhị á ha, nó bắn chết, nó hạ, nó thảm sát, nó ám sát chết nó thằng Ngô Đình Diệm, rồi sau này á ha được cái nhà nước ha chôn cất nó đàng hoàng, rồi cái gì chính chúng mày đi lạo tới mộ của Ngô Đình Diệm tụi mày ha, đặng chi lấy cái xác thằng Ngô Đình Diệm ra tụi mày kinh doanh tiếp ha, đó là cái chiêu trò của tụi bay bẩn thỉu, tới ngày hôm nay cái tới cái thằng này chết nữa là tụi bay vu khống cho công an giết người, rồi đăng chi chúng mày lại làm trò bẩn thỉu, chúng mày kêu gọi đặng mày lấy, mày lấy ăn đồng tiền trên xác chết, tao nói cái đám ngụy quân ngụy quyền của tụi mày và cái đám dâm chủ cùi tụi mày, tao nói đời này kiếp này chúng mày làm dâm chủ cái đám mày làm phản động á thì suốt cuộc đời chúng mày á không bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu ha, tao nói cái đám mà dâm chủ cùi chúng mày á ha, trời không dung đất không tha cho lũ chúng mày đâu, mở miệng ra tụi mày buông ra vu khống đảng nhà nước mà chúng mày đang sống trên đất nước Việt Nam này như thế nào, chúng mày là người Việt Nam mà tại sao chúng mày đi nói xấu đất nước Việt Nam mình này, mà đặng là chúng mày đang có đồng tiền đó chúng mày ăn, đúng là cái lũ chúng mày là lũ súc giặt đầu trâu mặt ngựa, mặt ngừ mà não chúng mày là lợn, chúng mày là chó, hiểu không?